lên, thoát ra, nó thoát ra. Từ đình chữ mà rầy Trường Sơn, con hướng về Hà Nội ngàn năm. Cứ như thế, Trường Sơn, đúng, ở đây là Trường Sơn, chữ mà rầy, ở trên một cái đỉnh cao vời vợi, ở đấy có thể nhìn thấy Hà Nội của mình. Và sau đó trên đường về đó thì gần như có một cái gì đó mách bảo, lời và nhạc cứ như thế nó ra. Từ Gia Xia xa thầy Công Tôn, con hướng về Đống Đa Ba Đình Hoàng Kiếm. Gần như là những cái lời này gần như là được mách bảo, không phải là của mình nữa, cứ thế nó ra thôi. Tôi nghĩ chính là đồng đội của tôi đã nói cho tôi, và từ đó tôi chỉ còn là ghi lại để mình đưa lên để nói luôn với mọi người bằng âm nhạc. Chùm ca khúc Sóng Đôi, Chư Tan Kra nhớ Hà Nội và Hà Nội nhớ Chư Tan Kra. Đây là những ca khúc mới của Phan Đức Luận, chưa được nhiều người biết đến. Ca khúc là nỗi niềm của người liệt sĩ nằm xuống nơi đỉnh Chư Tan Kra vang vọng tiếng của núi rừng, là nỗi nhớ của những người xa Hà Nội đằng đẵng 40 năm trời, thương về hương hoa sữa nồng nàn. Một thời hung ôi
niềm đam mê khát khao chạy bồng vì đồng lâm tự do lời bác đã dạy khi sâu chữ tam ca ra một thiên anh hùng ca trọn vẹn giấc ngủ ngàn thu du đồng đôi tôi ở đó chữ Sankara chữ Sankara những ngôi nhà mới những công trình mới những kỷ niệm xưa trong hương hoa xưa Hà Nội tôi đón các anh về trong hương hoa xưa Hà Nội hơn 40 năm cống hiến cho đời. Phan Đức Luận có vui và có buồn, niềm vui dấn thân, nỗi buồn cả nề. Âu cũng là thiên tính của người nghệ sĩ đó thôi. Nhưng ngoái lại chứ không phải dừng lại. Ngoái lại để lắng lại, để vững tâm hơn trên con đường đi tới. Bởi Phan Đức Luận là người hướng nội, người biết lặng lẽ nuôi lớn khát vọng từ nguồn sữa quê hương như chính ông đã từng tâm niệm. Cuộc sống và âm nhạc luôn luôn là gắn liền với tôi, và tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là mãi mãi tôi muốn nghe được những cái âm hưởng ấy xung quanh mình. Rất hạnh phúc khi được uống cà phê với đồng đội, với các bạn của mình, với các bạn đồng nghiệp mà được nghe âm nhạc. Trong lòng ta chứa chan